Thưa quý vị, Tây Ninh là vùng đất nổi tiếng với núi Bà Đen linh thiêng cùng với cảnh quan thiên nhiên lạ mắt và kỳ thú, khiến cho vùng đất này trở nên thu hút khách du lịch ghé thăm hàng năm. Bên cạnh đó thì đặc sản Tây Ninh cũng có nhiều món ăn hấp dẫn và độc đáo, phản ánh đậm đà về nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của vùng đất thánh. Chúng ta có thể nhắc đến đặc sản Tây Ninh thì không thể nào mà chúng ta quên được những cái món như là bánh tráng phơi sương nè, muối tôm hay là mãng cầu. Vâng ạ, và trong sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội năm 2023 vừa qua, có lẽ độc đáo nhất, hấp dẫn nhất đó là hơn 30 gian hàng với sự tham gia của 25 doanh nghiệp công nông thương, sản phẩm OCOP, nơi trưng bày những sản phẩm đậm chất Tây Ninh như là muối tôm, bánh tráng, mật ong, yến sào. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo chân Trúc Giang đến Hà Nội để trải nghiệm những sản phẩm trứ danh Tây Ninh nhé! Quý vị, theo thống kê từ ngành nông nghiệp Tây Ninh cho thấy, toàn tỉnh hiện có 68 sản phẩm OCOP nhằm giới thiệu và quảng bá đến người dân và du khách tại thủ đô trong chuỗi sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội. Ngày 7 cho đến ngày 8 tháng 10, các sản phẩm OCOP của tỉnh Tây Ninh đã được trưng bày tại phố Lê Thạch và phố Lê Lai, Hà Nội. Ngay bây giờ, hãy cùng với Trúc Giang tham dự sự kiện thú vị này và cùng trải nghiệm các sản phẩm chất lượng của quê hương Tây Ninh nhé quý vị! Trong sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội, sáng ngày 7 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cùng Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Đức Trong và lãnh đạo một số sở ngành đến tham quan các gian hàng trưng bày của tỉnh Tây Ninh. Ngày Tây Ninh tại Hà Nội lần thứ 3 được tổ chức, có hơn 30 gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông sản, đặc sản và sản phẩm OCOP và các ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp gồm yến sào, bánh tráng phơi sương trảng bàng, mãng cầu Tây Ninh, muối tôm và nhiều sản phẩm khác. Đặc sản muối ớt Tây Ninh, thứ gia vị dung dị đi vào đời sống ẩm thực, về trong mỗi bữa ăn của nhiều gia đình. Muối có vị mặn vừa phải, vị cay nồng nhưng không quá gắt và thoang thoảng hương thơm của ớt và tỏi. Để có được thành phẩm muối ớt chuẩn vị, người làm muối phải trải qua nhiều công đoạn. Nghề làm muối ớt là loại hình nghề thủ công truyền thống đặc sản của Tây Ninh, có tính đại diện, thể hiện bản sắc cộng đồng, địa phương, trao truyền qua nhiều thế hệ và được cộng đồng người dân Tây Ninh tự nguyện cam kết bảo vệ. Cùng với vị muối ớt cay nồng là món đặc sản, bánh tráng nức tiếng gần xa. Từ bao đời nay, nghề bánh tráng đã lưu truyền qua nhiều thế hệ và trở thành một nét đẹp truyền thống đặc trưng của tỉnh Tây Ninh. Vùng đất trảng bàng, ban ngày nhiều nắng, đêm lại lắm sương. Để làm ra những chiếc bánh tráng hoàn hảo, người nghệ nhân ở đây ngày qua ngày đều phải thức khuya dậy sớm và phơi nắng phơi sương cùng với nghệ. Tôi mang tất cả các loại sản phẩm bánh tráng trộn đến từ Tây Ninh. Tôi thấy là ở đây người ta cái nhu cầu dùng bánh tráng rất là nhiều. Ngày hội Tây Ninh ở Hà Nội là một cái cơ hội để mang đến cho tất cả các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp của bên tôi nói riêng đó, mang lại cho mọi người biết về nhiều về đặc sản của Tây Ninh của mình. Hôm nay thật rất là vinh dự khi là một trong những doanh nghiệp được đem các sản phẩm đại diện của tỉnh Tây Ninh để đem ra Hà Nội tham gia chương trình Ngày Tây Ninh tại Hà Nội. Cái quá trình mà đem sản phẩm ở đây để quảng bá các sản phẩm cho tới cái người dân ở thủ đô thì cũng là một cơ hội để tiếp cận sản phẩm cho tới một thị trường mới. Và qua này thì thấy là khách rất là thích cái sản phẩm của mình. Thành ra là nghĩ đây Hà Nội sẽ là một tiềm năng cho tư nhân phát triển sắp tới. Với các sản phẩm nông nghiệp, nhắc đến Tây Ninh, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến loại trái cây trứ danh, mãng cầu đặc sản. Mãng cầu nổi tiếng nhất tại Tây Ninh là loại được trồng ở quanh khu vực núi Bà Đen. Nơi đây có thổ nhưỡng, màu mỡ, đất đai rất thích hợp để trồng mãng cầu. Đặc trưng khí hậu tại đây đã giúp trái mãng cầu có vị thơm ngon và hoàn toàn khác biệt so với các loại mãng cầu trên thị trường. Điều đặc biệt là cùng một giống mãng cầu Tây Ninh tại núi Bà Đen mà mang chiếc rồi trồng nơi khác thì cũng không thể cho ra trái thơm ngon như vậy được. Đây cũng chính là món quà mà người nông dân vùng núi Bà Đen mang đến cho du khách thủ đô. Quảng cầu Tây Ninh mình thời gian gần đây là tất cả thành viên của hợp tác xã gồm 600 hectare, luôn luôn là bao trái trước 3 tháng cho nên là đảm bảo được quả mãng cầu nó không bị dòi và nó cách ly được an toàn với thuốc bảo vệ thực vật. Vì vậy cho nên là bà con
du khách khi mà đến viếng thăm núi Bà Đen thì không thể bỏ qua được quả mãng cầu này, đặc biệt là thăm vườn mãng cầu sinh thái tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Minh Trung. Đến với ngày Tây Ninh Hà Nội thì tỉnh Tây Ninh, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ mang đến những sản phẩm về nông nghiệp, và ngày hôm nay thì về thơm, về dưa lưới cũng như là tất cả các sản phẩm, và đặc biệt là cây chủ lực đó là trái mãng cầu Tây Ninh, mãng cầu núi Tây Ninh. Mong rằng là du khách sẽ nhớ đến Tây Ninh và đừng quên những cái sản phẩm này của Tây Ninh. Bên cạnh các sản phẩm nông nghiệp, các doanh nghiệp Tây Ninh còn mang đến Hà Nội những sản phẩm công nông nghiệp đạt tiêu chuẩn OCOP như yến xào, trà, trầm hương và nhiều loại sản phẩm khác. Thật sự mà nói rất là hạnh phúc, muốn đem những gì người con của Tây Ninh, đem những sản phẩm của tỉnh Tây Ninh đi truyền bá cho ra tới thủ đô Hà Nội, truyền bá cho toàn quốc này. Rất là vinh dự và rất là hạnh phúc. Yến xào Yến Lan mong muốn đem đến những cái sản phẩm chất lượng nhất, tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. Đó là cái sản phẩm tiêu biểu cấp quốc gia, sản phẩm OCOP 4 sao và cũng như là thương hiệu được người Hà Nội được yêu thích nhất. Yến Lan muốn người dân thủ đô cũng biết được rằng ở Tây Ninh, một cái vùng đất nắng và gió thì vẫn có được yến xào. Đến với Hà Nội, Tây Ninh mang đến những món ăn đặc sản, các sản phẩm OCOP chất lượng cao để du khách có thể trải nghiệm tuyệt vời ngay giữa lòng thủ đô. Có xem một chút đấy tự hào về những cái sản phẩm mà của Tây Ninh, của nói riêng và của Việt Nam nói chung, là những cái sản phẩm nó rất là chất lượng và nó đạt được những cái tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn thực phẩm. Mình rất thích na của Tây Ninh, hoặc là như là hương trầm, các sản phẩm về trầm. Còn đâu về một cái thực phẩm rất là nổi tiếng của Tây Ninh, đấy là cái muối Tây Ninh đó. Thưa quý vị, Tây Ninh đã có đa dạng các sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao và hơn thế nữa là những sản phẩm có tiềm năng đạt 5 sao. Để đạt được chứng nhận về sản phẩm bản địa chất lượng cao như thế này, các sản phẩm cùng thương hiệu của mình phải đáp ứng được những tiêu chí khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc sản phải gắn liền với địa phương và do doanh nghiệp hoặc người lao động tại địa phương sản xuất ra. Thông qua chuỗi sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội, các sản phẩm chất lượng của Tây Ninh đã được tiếp cận với người dân và du khách thủ đô, góp phần giới thiệu rõ nét hơn hình ảnh của tỉnh Tây Ninh, một vùng đất có quá nhiều điều độc đáo, thú vị dành cho du khách Hà Nội và các vùng miền trên khắp cả nước. Thưa quý vị, sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội đã mở ra nhiều cơ hội mới cho sự phát triển của du lịch Tây Ninh, tiến tới mục tiêu đến năm 2030, du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trên 10% GRDP, thúc đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển của các ngành và lĩnh vực khác tại Tây Ninh. Thông qua các gian hàng và nhiều sản phẩm được giới thiệu, trưng bày, các doanh nghiệp Tây Ninh đã có thêm những cơ hội đặc biệt thú vị để giới thiệu những sản phẩm của mình đến với người dân thủ đô.